Ok, được rồi các em. Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới. Nhưng trước khi học bài mới, cô sẽ kiểm tra bài cũ. Cái gì? Cha bài cũ hả? Cha này bữa nay mình học bài. Mời em, đây ra khỏi, lên trả bài. Ok, bây giờ em hãy phân tích cho cô câu tục ngữ dầu vì bạn, sang vì vợ. Đi ra ngoài đường, anh là cá mập, về nhà em mập hơn con cá. Nani? Tại sao nấm có màu sắc sặc sỡ là độc? Theo em, tại nó được sơn màu nên nó mạnh hơn cô. Hình bốn cạnh bằng nhau được gọi là hình gì? Hình như tôi chiều các em quá nên các em hư phải không? Nguyên tố K hóa trị mấy? Cả 98. Một con ngựa đau. Cả tàu bỏ con ngựa đau. Học ăn, học nói. Học gói mang về. X2 cộng O2 kết quả là gì? Là H2O. Dạ là ho ho. Hàng nhái trong tiếng Anh gọi là gì? Ba ke ba ke. Nếu gửi đến mẹ một lời yêu thương thì em sẽ nói gì? Con mệt lắm. Con mệt mỏi lắm mẹ à. Xe cứu hỏa và xe cứu thương giao nhau thì xe nào được phép đi trước? Xe có ba bích. Khi thấy bạn bị ốm thì em nên khuyên bạn điều gì? Ôi bạn ơi, bà bị ốm rồi vô bà không chơi đồ đấy bạn ạ. Em hãy đặt câu với từ đỡ đần. Đi học giúp em đỡ đần hơn. Khi đi đường em gặp biển báo cấm thì em sẽ làm gì? Hãy quay xe. Hãy